Anh Hoshi biết, nhiệt ba cung tuấn tình cảm ngày Valentine, loạt phim bị sạn dù chưa quay xong. Sau loạt poster phim mới được đăng tải thì hôm nay, cộng đồng mạng bắt đầu so sánh độ giống nhau giữa tạo hình phim cũ mới. Ngoài những hình ảnh so sánh thì hôm nay còn có loạt ảnh mới của Nhậm Mẫn mà xuất hiện trên bìa tạp chí của Dàn Tiểu Hoa 9X và những hình ảnh từ show Manh Thảm Thám Án. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một chút nhé! Nhậm Mẫn trưởng thành ở loạt ảnh mới, Viên Băng Nghiên, Triệu Kim Mạch hút mắt trên tạp chí. Loạt hình ảnh mới của Nhậm Mẫn trong thời gian gần đây khiến nhiều cộng đồng mạng bất ngờ. Cô nàng có vẻ đang dần từ bỏ phong cách đơn thuần trong sáng để chuyển qua style trưởng thành. Ở bộ ảnh quảng cáo mới, Nhậm Mẫn như hóa thành người mẫu AI với gương mặt lạnh lùng cuốn hút. Trong khi đó xuất hiện trên bìa Rainy số tháng 6, Nhậm Mẫn lại táo bạo diện áo tắm, mang đến hình ảnh đậm chất mùa hè và những chuyến đi biển thư giãn. Mặc dù thay đổi phong cách, song nhan sắc của Nhậm Mẫn vẫn cực xinh đẹp, khiến ai cũng phải trầm trồ để ngắm nhìn. Triệu Kim Mạch hôm nay cũng có màn xuất hiện trên bìa tạp chí Modern Quickie số tháng 5. Không giống Nhậm Mẫn, Triệu Kim Mạch vẫn giữ cho mình phong cách kín đáo, khoe nhan sắc thanh lịch nhẹ nhàng. Gương mặt đẹp, đường nét cuốn hút chính là điểm giúp Triệu Kim Mạch nhận được nhiều lời khen từ người xem. Dạo gần đây cả tên Viên Băng Nghiên trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Sau thành công với Trúc Khánh Hảo, nàng quận chúa Lưu Linh còn gây bão về hình ảnh từ mùa hoa rơi gặp lại chàng. Hôm nay Viên Băng Nghiên còn xuất hiện trên bìa tạp chí Trick số tháng 7. Thu hút bởi nhan sắc nhẹ nhàng thanh lịch, nữ diễn viên 9X đang dần trở thành cái tên cực hot trong giới showbiz. Sau khi gây thất vọng với vẻ ngoài kém sắc trên livestream, mới đây Vương Tuấn Khai đã tung ra bộ ảnh cực điển trai thu hút cư dân mạng. Vẻ ngoài nam tính trưởng thành của thành viên Chef Boy làm fan không mề không được. Poster và trailer phim mới được tung ra xong thì cộng đồng mạng không ngừng so sánh sự giống nhau với các tác phẩm. Đầu tiên phải kể tới bộ hộ tâm khi có blogger cho rằng bộ trang phục cưới màu trắng của Châu Dã Hồ Minh Hạo là thiết kế của Hương Mật tựa khỏi xương. Ừ thì đúng là giống thật, nhưng chúng tôi chỉ thấy màu giống thôi, còn lại chẳng giống gì cả. Sau hộ tâm đến được trường đương tư bị chê, bắt chước Ngự Giao Kỳ khi có ảnh nick cho rằng một tạo hình trong phim của Dương Tử giống với Thuận Đức Tiên Cơ. Đúng là màu đỏ với chiếc áo lộng lẫy, màu vàng hơi hơi giống nhau thật, nhưng mà kiểu dáng khác hẳn mà nhỉ, chẳng hiểu so sánh kiểu gì nữa. Liên tiếp tạo hình hai bộ phim bị chê mượn ý tưởng, đến lượt phim của Trương Nhược Nam và Hồ Nhất Thiên, đã có cái chê khác, đó là bối cảnh giả chân. Hình ảnh nữ chính ngồi vắt vẻo trên mái nhà, nam chính đứng dưới được thực hiện khá cẩu thả với kỹ xảo ba xu. Vừa nhìn là biết cảnh giả rồi, chứ cần gì đội lên phim nhặt sạn. Loạt hình ảnh khác cũng gây chú ý không kém chính là ảnh nick tạo hình của Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng. Có thể là do chụp ảnh lén chưa chỉnh sửa, lần này Bạch Lộc trông hơi đậm tuổi, tạo hình chưa được đẹp mắt. Chúng tôi khi nhìn thấy loạt ảnh cũng phải hoảng hốt bởi không nghĩ đó là nàng thời nghi của Châu Sinh Như Cố. Thất vọng hơi nhiều với hình ảnh phim thì nên ảnh sâu sẽ ngắm được trọn vẹn nhan sắc của dàn mỹ nhân. Loạt ảnh từ hậu trường Manh Thảm Thảm Án 2 của Angela Baby và Don G đã khiến nhiều người phải quan tâm. Baby trong tạo hình cổ trang vẫn rất xinh đẹp, tươi tắn như ngày nào. Tuy nhiên cô nàng hôm nay bị đè bẹp bởi nhan sắc của Don G. Chúng tôi thực sự ngưỡng mộ làn da trắng phát sáng của nữ diễn viên. Tuy không diện đồ thất tha như Baby khi phải hóa thân thành nữ hiệp, song Don G vẫn cực kỳ xinh đẹp. Loạt ảnh cuối của ngày hôm nay thuộc về bộ phim An Lạc Truyện. Nhân ngày Valentine năm 20, nền tảng phát sóng của bộ phim đã tung ra loạt ảnh cực tình tứ của Cung Tuấn và Địch Đại Nhiệt 3. Với bộ ảnh này, cộng đồng mạng phải thốt lên rằng Cung Tuấn và Nhiệt 3 quả ừ là đẹp đôi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.